Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực. Vụ án cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi liên quan nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng như màn solo một mình bóc phốt cả showbiz của bà Phương Hằng. Theo dự kiến, ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Tuy nhiên, cập nhật diễn biến mới nhất, phiên tòa xét xử phúc thẩm đã bị hoãn do các bị cáo là đồng phạm, là thuộc cấp của bà Phương Hằng có đơn xin hoãn và đã được tòa chấp nhận. Vậy thời gian hoãn trong bao lâu là câu hỏi đang được nhiều người quan tâm vào thời điểm này. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo quy định pháp luật hiện hành, hoãn phiên tòa hình sự là việc chuyển thời điểm tiến hành phiên tòa hình sự đã định sang thời điểm khác muộn hơn. Việc hoãn phiên tòa chỉ được thực hiện khi có các căn cứ do pháp luật tố tụng hình sự quy định. Về thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 297 của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015. Cụ thể, thời hạn hoãn phiên tòa không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa. Về nội dung, quyết định hoãn phiên tòa có các nội dung chính: ngày tháng năm ra quyết định, tên tòa án và họ tên thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án, họ tên kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, vụ án được đưa ra xét xử, lý do của việc hoãn phiên tòa, thời gian địa điểm mở lại phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì chánh án tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa, gửi cho viện kiểm sát cung cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định. Trước đó, dù không kháng cáo bản án sơ thẩm, bà Phương Hằng vẫn được triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, bà Phương Hằng đã đi chấp hành bản án 3 năm tù tại một trại giam thuộc tỉnh Bình Dương, đồng thời có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Trong phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, bị tuyên phạt 30 tháng tù. Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù. Sau khi có bản án sơ thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đối với các bị cáo là quá nặng. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan cũng có kháng cáo. Riêng bà Phương Hằng không kháng cáo chấp nhận mức án sơ thẩm đã tuyên. Việc hội đồng xét xử cấp phúc thẩm triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên tòa dù bị cáo không kháng cáo là hoàn toàn phù hợp với các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự. Sau khi có bản án sơ thẩm, các bị cáo Quân, Tân, Nhi, Hà có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên đối với các bị cáo là quá nặng. Được biết, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan cũng có kháng cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và chấp nhận mức án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là ông Phan Đức Phương vẫn triệu tập bà Hằng đến tòa dù bà không kháng cáo. Vậy, luật quy định ra sao về vấn đề này? Trao đổi luật sư Phạm Viết Dũng, đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận cho biết, tuy bị cáo Hằng không kháng cáo, nhưng các bị cáo còn lại và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu kháng cáo bản án sơ thẩm. Do bản án sơ thẩm bị kháng cáo nên vụ án phải được thụ lý và xét xử phúc thẩm theo Điều 330 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự. Theo quy định tại Điều 345 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm, tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung của bản án quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo kháng nghị. Luật sư Phạm Viết Dũng nhận định, nghĩa là mặc dù bà Hằng không kháng cáo, nhưng nếu hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy cần thiết vẫn có quyền xem xét lại phần hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bà Hằng theo hướng nhẹ hơn vì không có người bị hại kháng cáo và viện kiểm sát không kháng nghị yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bà Hằng. Vấn đề này
được quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự. Đối với việc xét xử vắng mặt, bị cáo được biết, bị cáo có kháng cáo hoặc bị kháng cáo, bị kháng nghị nếu vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan, thì hội đồng xét xử có thể vẫn tiến hành xét xử nhưng không được ra bản án. Quyết định không có lợi cho bị cáo. Nếu sự vắng mặt của bị cáo vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan và sự vắng mặt đó không gây trở ngại cho việc xét xử, thì hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử. Ngày 6 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, 4 bị can còn lại giúp giữ vai trò giúp sức. Dư luận đánh giá, với những việc làm sai trái của mình, bà Phương Hằng có thể sẽ chịu thêm tình tiết tăng nặng. 4 đồng phạm giúp sức cho bà Hằng gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, ông Đặng Anh Quân, giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cả 5 bị can trong vụ án này đều bị đề nghị truy tố theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự, khung hình phạt ở khoản này là bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định trong vụ án này bị can Hằng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Cũng theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bị can Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, đã gây ảnh hưởng tác hại xấu trong dư luận xã hội. Trong đó, bị can Hằng đã đưa lên mạng xã hội những thông tin thuộc bí mật đời tư, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự cá nhân ông Nguyễn Đức Hiển, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân mặc dù không có mâu thuẫn với các cá nhân nêu trên, tuy nhiên do là nhân viên và hưởng lương từ bà Hằng nên liên tục thực hiện các hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng, thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Khai tại cơ quan điều tra về lý do mời Đặng Anh Quân, bà Hằng cho biết bà và Đặng Anh Quân đều là những người có kiến thức, là người hiểu biết về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao, là người cùng chí hướng, cùng quan điểm nên không cần bàn bạc trước vẫn có thể hiểu nhau, tung hứng với nhau trong các buổi livestream. Riêng các tài liệu mà Quân sử dụng trong các buổi livestream là các nội dung pháp lý mà Quân đã chuẩn bị từ trước để đem ra phân tích cụ thể hơn khi livestream. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.